Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng cao điểm ở miền Bắc và miền Trung. Vậy thì đâu là nơi nóng nhất và nhiệt độ thì lên đến bao nhiêu độ, hả chị Thu Hiền? Vâng ạ, những điểm nóng nhất ở miền Bắc thì sẽ tập trung ở Hòa Bình này, ở Hà Nội, Phủ Lý hay là Ninh Bình. Thế còn ở miền Trung thì sẽ tập trung tại Tĩnh Gia, Con Cuông, Đô Lương, Vinh, Hương Khê, Tuyên Hóa hay là Đông Hà với nhiệt độ có thể lên tới là 39-40 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Và đây mới là mức nhiệt dự báo đo trong lều khí tượng thôi, còn ở ngoài trời nắng gắt thì cảm nhận sẽ còn nóng hơn vài độ nữa. Còn các nơi khác, ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì cũng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao lên tới là 37-38 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên hay là khu vực Bắc Bộ thì sẽ có mức nhiệt trong khoảng là 35-38 độ. Dạ vâng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết nắng sẽ rút ngắn lại trong ngày. Cụ thể thì diễn biến như thế nào vậy hả chị Hiền? Vâng ạ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có nắng từ sáng cho đến đầu giờ chiều. Và nhiệt độ ở các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột thì sẽ trong khoảng là từ 30-33 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là các nơi khác của Nam Bộ thì sẽ trong khoảng là 32-35 độ. Khoảng từ 2-3 giờ chiều thì nhiều tỉnh thành sẽ chuyển mưa dông. Có những điểm mưa vừa mưa to, cần phải đề phòng với nguy cơ về ngập úng cục bộ hay là sấm sét cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Còn ở Bắc Bộ, chiều tối đến đêm nay thì mưa sẽ tập trung nhiều ở khu vực vùng núi, có điểm mưa lượng khá kèm theo dông mạnh. Sau đó từ chiều tối mai thì mưa sẽ mở rộng ra toàn miền, vùng núi sẽ có những điểm mưa to đến rất to, đề phòng cả lũ quét và sạt lở đất. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Với vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa thì vừa có mưa dông tiềm ẩn với lốc xoáy, vừa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa không mưa, hôm nay trời nắng gió nhẹ với tầm nhìn xa trên 10 km. Dạ vâng, và cảm ơn chị Thu Hiền với những dự báo chi tiết vừa rồi. Như vậy là nhìn chung cả nước ngày hôm nay sẽ vẫn có nắng và có nhiều nơi nhiệt độ lên tới là 40 độ. Và để bảo vệ sức khỏe thì quý vị hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 giờ cho đến là 14 giờ và cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể.